đang quay trở lại với YouTube Hoàng Hà Channel. Và vừa mới đây thôi thì Apple đã cho ra mắt bản cập nhật iOS 15.4 beta đầu tiên để chúng ta có thể thử nghiệm cũng như là trải nghiệm một số tính năng, những update mới nhất đến từ nhà Apple. Và không chần chừ ngay hơn nữa thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về 4 cập nhật nổi bật nhất ở trên bản 15.4 beta lần này nhé. Điểm đầu tiên đó chính là từ bây giờ thì chúng ta đã có thể mở khóa Face ID ngay cả khi đeo khẩu trang cũng như là kính. Với tính năng này thì nó sẽ được quét vùng xung quanh mắt của chúng ta để có thể xác thực người dùng. Ngoài ra thì nó cũng có thể hoạt động cùng với kính, tuy nhiên thì nó sẽ không tương thích với kính râm mà bạn sẽ phải nhìn vào iPhone để có thể mở khóa bằng Face ID. Một điểm đáng tiếc nho nhỏ đó chính là tính năng này sẽ chỉ sử dụng từ dòng iPhone 12 trở lên mà thôi. Vì thế như ở đây thì mình có chiếc iPhone XS Max, nó cũng sẽ không hiện lên ở trong này. Điểm thứ hai đó chính là chúng ta có bộ 37 emoji mới, kèm theo đó là 75 bổ sung màu da mới. Và đối với những emoji này thì như mọi người thấy ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy là khuôn mặt tan chảy này, bong bóng hay là chào cờ như thế này thì cũng rất là cute. Đặc biệt một cái mình rất thích đó chính là tay để trái tim như thế này, cực kỳ là dễ thương luôn. Điểm thứ ba đó là bây giờ chúng ta đã có thêm ghi chú vào trong chuỗi mật khẩu trên chuỗi khóa iCloud. Ở đây thì chúng mình sẽ vào cài đặt, sau đó tìm mật khẩu. Ở đây thì khi nhấn vào mật khẩu bất kỳ, chúng ta sẽ có chữ thêm ghi chú ở dưới này. Và chúng ta có thể nhấn bấm ghi chú bất kỳ. Ví dụ như mình sẽ ghi là mật khẩu cũ như thế này. Và bây giờ chúng ta đã có thể là tiện lợi dễ dàng hơn khi lưu trữ lại những cái mật khẩu này. Và điểm cuối cùng đó chính là ứng dụng nhạc bây giờ thì đã được tích hợp thêm cả Share Play. Ví dụ như mình vào đây và nghe một bài bất kỳ. Khi chúng ta nhấn vào và nhấn vào dấu 3 chấm ở đây, chúng ta sẽ có thể thấy ngay chữ Share Play này. Và thế là chúng ta đã có thể nghe nhạc cùng với bạn bè rất là dễ dàng hơn nữa. Ngoài ra thì nó cũng sẽ được bổ sung thêm một số những cập nhật nho nhỏ về phím tắt hay là Apple Card và sửa lỗi từ bản cập nhật trước. Và đối với mình thì tính năng mình thích nhất đó chính là mở khóa Face ID ngay cả khi đeo khẩu trang. Bởi vì bây giờ trong tình hình dịch bệnh như thế này thì đi đâu chúng ta ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang, và việc mà phải cởi khẩu trang khi mà dùng Face ID như đợt trước thì nó sẽ khá là khó khăn cũng như là bất tiện, mất thời gian hơn một chút. Tuy nhiên thì dòng máy của mình lại chưa được áp dụng cái tính năng này, vì thế mình sẽ hơi cân nhắc một chút trước khi lên bản cập nhật lần này. Còn mọi người thì sao thì hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng biết với nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Nhớ subscribe cũng như là like cho Hoàng Hà Channel để chúng mình có thêm nhiều động lực hơn để ra nhiều những video hơn mỗi ngày dành cho mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye!